Đền Mẫu Hàm Phong Mục, cách Hà Nội chừng 140 km về phía nam và cách thành phố Thanh Hóa 20 km về phía bắc, ngự ven bờ sông Lèn thuộc thôn Phong Mục, xã Châu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Cụm di tích danh thắng Phong Mục nằm ngay chỗ núi sông cắt nhau, thật là sơn thủy hữu tình. Hai đầu núi tượng trưng lưỡng long trầu, hai dòng nước giao nhau, quả là cõi linh thiêng của đất trời. Hàm sơn kỳ ngộ duyên thêm sắc, thủy quốc giao loan thạch hóa kim. Hàm sơn cắt nghĩa thật đơn giản, sơn là núi, hàm là vực. Ở đoạn sông này, sông Lèn được tách ra từ sông Mã khi chảy qua hệ thống đá ngầm ở chân núi. Dòng sông trở nên hung dữ và xoáy xiết. Về mùa mưa, thuyền bè đi lại vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, phủ Hàm Sơn thờ Thánh Mẫu được xây dựng trên vùng đất bồng lai tiên cảnh để du khách được thưởng ngoạn cảnh trí thiên nhiên, cũng như là nơi để gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, bảo trợ, che chở cho sự sống khó khăn, khắc nghiệt trước sức mạnh của thiên nhiên. Cụm di tích danh thắng đền Hàm Sơn được công nhận di tích danh thắng cấp tỉnh năm 1994 là một hệ thống điện mẫu của đạo mẫu, bao gồm phủ mẫu, đền quan giám sát, đền cô tám và đền cô đôi. Phủ mẫu còn gọi là cung cấm, xưa kia uy nghi tráng lệ và rất sầm uất, gồm có 5 cung: thượng điện thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, Thánh Mẫu Liễu Hạnh áo đỏ ngồi ở giữa và cao nhất, bên hữu là Mẫu Thoải áo trắng, bên tả là Mẫu Thượng Ngàn áo xanh. Cung thứ hai là ban thờ Ngọc Hoàng, nam tào bắc đầu, bên tả thờ Vua Cha Bát Hải, bên hữu Vua Cha Diêm Vương. Cung thứ ba là ban thờ Đức Thánh. Cung thứ bốn thờ Ngũ Vị Tôn Ông. Cung thứ năm thờ Tứ Phủ Chầu Bà. Do chịu ảnh hưởng của Nho giáo nên các bà hầu như không có tên cụ thể. Tuy nhiên, công lao của các bà là rất lớn nên được nhân dân thờ phụng. Các bà được nhân dân cho là người có công dạy nghề và người cầm quân đánh giặc. Đền giám sát là nơi thờ Tứ Phủ Ông Hoàng trong hệ thống của thần điện mẫu. Ông Hoàng Nhất được gắn với kiếp tu và ở tầng trên nên thường được kính nhi viễn chi, ít có mối quan hệ trực tiếp với trần gian. Còn các vị khác đa số là các nhiên thần và nhân thần có công với sản xuất, dựng nước và giữ nước, như Quan Hoàng II được coi như người mở nước phương Nam, Quan Hoàng III một nhiên thần gắn với nguồn nước no đủ, Hoàng VI
tức Trần Lưu, Hoàng Mười tức Nguyễn Xí là những tướng chống giặc Minh của Lê Lợi, Hoàng Bảy là Ngừng Chí Cao. Đền Cô Tám thờ vị cứu tinh linh thiêng, chuyên chữa bệnh, cứu giúp dân lành, đã từng lặn lội núi cao rừng sâu để tìm ra dược liệu quý. Theo nhân dân địa phương kể rằng, nhiều người đến đây lễ cầu đã lấy được những thứ lá quanh đền về chữa khỏi những bệnh nan y. Đền Cô Đôi thờ hai vị thánh cô. Truyền thuyết kể rằng, xưa có hai người con gái tuổi 19 đôi mươi, vì cảnh éo le nên không quản gió mưa đến nơi đây cầu xin thánh mẫu. Khi qua sông, vì nước lũ quá lớn, họ đã thác xuống dòng sông. Dân làng cho đó là người thành tâm với thánh mẫu và được thánh mẫu mang đi để hầu bảo. Nhân dân đã xây đền thờ cho hai cô bên dòng sông Lèn, cách phủ mẫu chừng 1 km. Cụm di tích danh thắng Phong Mục, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc tổ chức các lễ hội quy mô trong 3 ngày, từ ngày 24 đến hết ngày 27 tháng 6 tại đền mẫu cụm di tích danh thắng Phong Mục, đền Hàn Sơn. Lễ hội được tổ chức hai phần. Phần lễ thực hiện theo nghi lễ truyền thống, trong đó có những nội dung thực hiện trước ngày khai mạc và sau ngày 24 tháng 6. Lễ phát tấu vào chiều ngày 29 tháng 5. Lễ xin chân nhang tại cung nhất của đền mẫu. Khai mạc lễ hội gồm lễ rước chân nhang, dâng hương, đọc chúc văn, tuyên bố lý do và giới thiệu các đại biểu, diễn văn khai mạc, đánh trống khai hội. Sang phần hội gồm các chương trình nghệ thuật, hầu đồng tại các cung cộng đồng của mẫu, các tổ chức hoạt động văn nghệ, văn hóa, thể dục thể thao, các trò chơi và các trò diễn dân gian.